Hôm nay mình sẽ inbox mấy cái đơn hàng mà mình mua trong đợt lưng mình vừa phát đây. Mình bắt đầu từ cái đơn Shopee này trước. Ok. Đây là tuyển tập dây nót nha mọi người. Dây nót hình rất là xinh và đẹp. Để cho mọi người coi. Mình sẽ mở ra luôn. Ok, bây giờ tới đơn tiếp theo nha mọi người. Cái đơn này. Đơn này là một đơn don mình đặt. Mình mua nhượng lại. Thật ra mình kiếm cái đơn này cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà kiếm được một bản pháp giá hợp lý và giá rẻ thì mình giờ mình mới kiếm được. Bạn ấy gói kỹ quá. Đây hình dáng sticker. Tiếp theo các bạn sẽ tới với nhân vật chính. Ta-da, đáng yêu quá à. Mọi người ơi, đáng yêu quá à. Tiếp theo, tôi bán tiếp theo nè mọi người. Bán tiếp theo là món này đi mọi người. Đây là hai cái gói bông Cinnamon Gold. Mình mua trên Facebook trong một cái nhóm nào bông rất là bật những đồ dễ thương. Mình thấy thấy thế em u mê nghe đó, thì lúc thấy em nó rất là đẹp thôi, từ lúc ban đầu lên mình quyết định chốt đơn ngay lập tức. Nghe là mọi người đáng yêu không mọi người, mình chỉnh cam phóng phóng to lên. Đây hình chế thành ngôi sao Hello Kitty và Cinnamon Gold dễ thương xỉu. Tiếp tục là đơn này. Đơn này là đơn Season Getting. Season Getting mình sẽ up trong clip sau, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Đây là discount của BTS nha mọi người, mình sẽ up trong clip sau nha, bye bye mọi người.
thơm.